Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng như phong trào tình nguyện thanh niên là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đóng góp nhiều cho cộng đồng, xã hội. Bởi lẽ, tinh thần tương thân, tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, ở một số nơi thì việc hoạt động tình nguyện ở thanh niên vẫn chưa mang tính chất bền vững, lâu dài, chưa đồng bộ và còn thiếu gắn kết. Và đây cũng chính là băn khoăn của đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều bạn trẻ trên cả nước đã gửi đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về vấn đề này. Anh chị, như chúng ta được biết, trong thời gian vừa qua thì các hoạt động phong trào thanh niên đã được triển khai rộng rãi, được sự hưởng rộng rãi của các bạn đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, ở một số nơi thì chúng ta cũng đã thấy các hoạt động này vẫn chưa mang tính chất bền vững lâu dài và được sự liên kết giữa các câu lạc bộ đội nhóm. Vì vậy, xin anh chị chia sẻ các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian tới. Xin cảm ơn ạ. Trong nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 vừa rồi ấy, chúng ta có xác định một cái chủ trương trong phong trào tình nguyện, mà cái điều đó nó cũng sẽ đảm bảo cái tính bền vững, lan tỏa, tăng cường kết nối phong trào như cái yêu cầu mà bạn Võ Công Thành có nêu. Đó là chúng ta thông qua cái chủ trương ba liên kết trong triển khai các hoạt động tình nguyện, bao gồm là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi làm một cái hoạt động tình nguyện, chúng ta khuyến khích liên kết các lực lượng khác nhau, có sự phối hợp các lực lượng khác nhau. Ví dụ, đoàn của một đơn vị công an, đúng không? Có thể phối hợp với đoàn một đơn vị trường học, cùng với đoàn tại địa phương làm một cái nội dung tình nguyện gì đấy. Thì cái đó mình gọi là liên kết lực lượng. Liên kết địa bàn là gì? Là ví dụ như là một cái đơn vị đoàn ở một cái vùng ở miền xuôi liên kết với một cái đơn vị đoàn ở miền núi để thực hiện một cái hoạt động. Hay là liên kết cộng đồng là gì? Khi chúng ta làm một cái việc nào đó, chúng ta có thể lan tỏa, thu hút thêm các nguồn lực của cộng đồng cùng với chúng ta thực hiện cái nội dung tình nguyện đấy. Thì chúng tôi cho rằng là với cái việc thực hiện chủ trương ba liên kết này ấy, thì nó sẽ góp phần thực hiện những cái vấn đề mà bạn Võ Công Thành vừa nêu. Xin cảm ơn bạn Thành. Các bạn vừa lắng nghe những giải đáp của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đội nhóm thanh niên tình nguyện. Hãy cùng tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua hotline 0243 826 26 25.